sàn diễn đời và nghề. Xin được gửi lời chào thân ái đến các thính giả đang nghe trực tiếp chương trình sàn diễn đời và nghề của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị thính giả, chương trình của chúng ta được phát ở khung giờ quen thuộc 9 giờ cho đến 10 giờ sáng chủ nhật hàng tuần trên tần số AM 610 kHz. Đồng thời chương trình này cũng được phát trực tuyến tại trang web voh.com.vn. Quý vị không có điều kiện để nghe chương trình với radio thì quý vị có thể nghe trực tuyến, nghe online trên trang web mà Ngọc Thu vừa nhắc đến. Ngoài ra thì sáng chủ nhật, nếu như chúng ta có việc bận không nghe được trực tiếp chương trình thì sau đó các ngày khác trong tuần chúng ta có thể đón nghe lại chương trình sàn diễn đời và nghề được phát liên tục nhiều ngày trên kênh FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz. Và nội dung chương trình cũng được biên tập đăng tải toàn bộ trên trang Facebook chính thức của chương trình sàn diễn đời và nghề. Và rất vui khi được sáng chủ nhật hàng tuần ngồi đây và chia sẻ cùng với quý vị những câu chuyện làm nghề, những buồn vui mà các nghệ sĩ trải qua trong suốt hành trình họ phấn đấu và làm nghề của mình. Còn bây giờ sẽ là người bạn đồng hành với Ngọc Thu, MC Nam Hiệp. Vâng, rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ phát sóng trực tiếp của chương trình sàn diễn đời và nghề trên sóng AM 610 kHz vào sáng chủ nhật hàng tuần ở khung giờ là 9 giờ cho đến 10 giờ. Và quý vị lưu ý là chúng ta có thể đăng ký giao lưu cùng với chương trình từ lúc 8 giờ 30 phút cho đến 10 giờ trong khung giờ phát sóng trực tiếp của chương trình để chúng ta có cơ hội giao lưu với chương trình và có thể đặt những câu hỏi với nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến trong chương trình cũng như là thể hiện niềm đam mê ca hát của mình quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin được giới thiệu dàn đơn sẽ hỗ trợ cho nghệ sĩ cũng như là các thính giả của chương trình ngày hôm nay. Xin được giới thiệu nhạc sĩ Minh Tuấn đờn guitar và nhạc sĩ Hoàng Thuận đờn tranh. Vâng, xin được cảm ơn nhạc sĩ Minh Tuấn và nhạc sĩ Hoàng Thuận sẽ đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay để hỗ trợ cho nghệ sĩ khách mời và cho các thính giả của chúng ta. Và ngay từ bây giờ, quý vị có thể gọi về tương tác giao lưu cùng với chương trình chúng tôi nhé qua hai số điện thoại rất quen thuộc 028-3822-3285 và số 028-3822-4429 quý vị nhé. Chúng ta lưu ý là gọi từ lúc 8 giờ 30 phút cho đến 10 giờ sáng chủ nhật trong khung giờ phát sóng trực tiếp của chương trình. Và những ai bỏ lỡ khung phát sóng này thì có thể theo dõi lại chương trình ở trên kênh FM 87.7 MHz cũng như là FM 99.9 MHz ạ. Còn bây giờ thì nghệ sĩ khách mời của chương trình ngày hôm nay là ai? Chắc Ngọc Thu bật mí ha. Quý vị nhờ năm 2024 năm nay Ngọc Thu nghĩ là cũng quý vị cũng có theo dõi cuộc thi Chuông Vàng Vọng Cổ năm nay và quý vị cũng biết thì chúng ta có ba thí sinh đạt được ba ngôi vị cao nhất. Và buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ giao lưu cùng với thí sinh đạt được giải chuông bạc của cuộc thi Chuông Vàng Vọng Cổ 2024, một cô gái phải nói là có một giọng ca rất là đẹp và rất là nội lực và tỏa sáng qua nhiều vòng thi, cũng là á quân của giải Bông Lúa Vàng năm 2023. Có thể là quý vị có thể đoán ra rồi, nhưng cũng xin bật mí luôn đến quý vị, mình gọi là sao anh? Nghệ sĩ hả? Hay là mình gọi là thí sinh ta? Mình gọi gì đây? Cô nàng á quân đi. Á quân Mỹ Nhung. Dạ, Mỹ Nhung xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của chương trình sàn diễn đời và nghề ạ. Hôm nay gặp lại mình lại chúc mừng ha. Chúc mừng cho một ngôi vị mới nữa. Ngày xưa là chúng ta đã gặp nhau ở cuộc thi Bông Lúa Vàng. Yeah. Và chúc mừng cho Mỹ Nhung. Cô Hạt Tiên ha. Dạ, Hạt Tiên. Thì hôm nay gặp lại Mỹ Nhung, cô đã hóa thân thành chức nữ. Đúng rồi. Không, nhưng mà cũng là đào đẹp luôn anh hả? Đúng rồi. Đào đẹp. Rồi, sáng nay thì trở lại với phòng thu của chương trình. Trong cái không khí này, trong cái niềm vui này thì cái cảm xúc của Mỹ Nhung như thế nào? Dạ, cảm xúc của em sáng hôm nay thì rất là háo hức,
để mà được trò chuyện giao lưu cùng với tất cả quý vị khán thính giả ạ. Háo hức dữ chưa? Vậy là háo hức dữ chưa? Tại vì chị cũng biết là do thật ra thì do Mỹ Nhung ở cũng xa đó, ở tận An Giang. Nhiều khi chị cũng muốn mời ISO em, chị cũng hơi rất là ngại á, là phải di chuyển khá là xa lên xuống. Thì ví dụ như chương trình hôm nay thì em đã lên đây lúc mấy giờ sáng? 2 giờ khuya hả? Hay sao? Dạ không, từ bây giờ thì chị cứ gọi em đi, tại bây giờ em cũng ở đây thường lắm ạ. Dạ em lên từ hồi hôm thứ năm ạ. Nên là khi đến đây thì cũng không có khó khăn gì lắm ạ. Nói chung chạy show đều ha, cũng xa xa, tính ra bao nhiêu cây số ta? Em qua đây chắc cũng 8 cây ta. Không, ở nhà em kìa. À ở nhà em hả? Xa, xa lắm anh. Đó. Dạ, tới 5 tiếng đi xe á anh. Đi rất cũng quen đúng không Nhung? Dạ đúng anh. Rồi cảm ơn Nhung đã đường xa xa xôi đến với chương trình chúng tôi. Và hy vọng là sau những cái thành công này thì tiếp tục mình có được những cái duyên để có thể hoạt động song song ở tại thành phố Hồ Chí Minh và tại quê hương của mình. Dạ. Chắc chắn là vẫn phục vụ quê hương đúng không? Dạ đúng rồi anh. Rồi cái cảm xúc bây giờ cũng bao lâu rồi thôi, 1 tuần đúng không? Dạ đúng 1 tuần luôn á. Đúng 1 tuần. Là hồi chủ nhật tuần rồi, là buổi sáng chủ nhật tuần rồi, là giờ này người ta đang nô nức nè ha, đang nôn nóng lo sợ run rẩy. Dạ đúng rồi. Rồi mình cũng đi với chuông vàng cũng lần thứ 3 đúng không? Dạ. Và bây giờ gặt hái được cái thành quả này thì trước tiên cảm xúc mình như thế nào? Đầu tiên là em cảm thấy rằng là không ngờ mình có thể làm được như vậy. Không ngờ mình có thể đi đến cuối chặng đường của một cái sân khấu mà mình rất là ao ước. Dạ. Và quan trọng hơn nữa là như là em, thật ra thì trước khi Mỹ Nhung đến nơi với vòng thi cuối cùng thì Ngọc Thu cũng có một cuộc giao lưu ngắn với em không? Dạ. Một cái buổi chót ngắn thì Mỹ Nhung có nói với Ngọc Thu rằng là những năm trước em cũng đã từng đến với chuông vàng vòng cổ, nhưng mà những năm đó thì may mắn chưa đến và em chỉ dừng chân ở vòng ngoài và top 9 hay top 9 hay là top 5 ta? Top 5. Top 5, top 9 luôn. Dạ. Cho nên là đến với năm nay thì cái mà em muốn chinh phục là đến với top 3. Dạ đúng rồi chị. Mình làm được rồi cho nên mình cảm thấy mình happy ha, mình hạnh phúc ha. Dạ. Nhưng mà cho chị hỏi là trong tất cả các cái vòng thi thì đâu là cái vòng thi mà em cảm thấy mình thoải mái nhất, mình cảm thấy mình hạnh phúc nhất với cái vòng thi đó? Dạ chắc là vòng cuối cùng đó chị. Vòng cuối cùng? Dạ. Tại sao? Tại vì mục tiêu ban đầu của em là vượt qua cái bóng của năm 2022. Cái bóng? Ở top 5. Là khi em, cái vòng top 5 thì em rất căng thẳng, nhưng mà khi đã vượt qua vào top 3 rồi thì là đối với em là giải nào cũng được. Dạ tại mình đã hoàn thành cái mục tiêu của mình rồi. Cho nên là tâm lý rất là thoải mái ạ. Và có thể vì vậy cái áp lực như vậy cho nên ở cái vòng thi top 5 thì mình bứt phá dữ dội đúng dữ không dội. Với một cái vai tính cách trong ngược gió ngược đúng không gió. Dạ đúng là em cũng không nghĩ là cái vai đó nó sẽ bứt phá như vậy. Thật sự khi mà anh chị MC đọc là điểm cao á, em cũng không nghĩ là mình luôn. Điểm tuyệt đối 100. Dạ, điểm 100 em không, điểm. Em không nghĩ là mình. Em chỉ nghĩ là mình làm tròn thôi. Mình không, cũng không biết là sẽ được quý vị khán giả thích như vậy. Nhưng mà anh Nam Hiệp thấy em có nghĩa là bình thường nhìn bạn ấy có vẻ rất là bánh bèo, rất là dịu dàng phải không anh? Nhưng mà khi mà vào cái vai đó nó lại rất là hợp, kiểu như là hơi một chút nam tính, hơi một chút phong trần, bụi bặm. Nhưng mà lúc mà cất giọng lên ca anh Hiệp, những cái đoạn tình cảm á, nghe nó ngọt, nghe nó thương. Vậy mà từ cái vai diễn đó đi, từ cái cột mốc và cái gọi là cái... Cột mốc hả? Cái sự bứt phá đó thì Mỹ Nhung có nghĩ đến cái vai tính cách không? Sau này? Dạ có ạ. Sau khi trải nghiệm ở cuộc thi rồi cũng thử những cái vai tính cách và những cái vai bình thường thì em cũng rút ra kinh nghiệm là em nghĩ là em sẽ diễn những, em thích những cái vai như vậy hơn. Dạ tại vì giống như ở vòng chung kết thì em có diễn một cái vai chức nữ.
thì cái hiệu ứng nó lại không bằng cái vòng bán kết. Dạ, cho nên là mình cũng từ đó mình góp nhặt thêm cái kinh nghiệm cho bản thân để sau này mình có thể chọn những cái vai phù hợp. Nhưng mà nói chọn vậy thôi, chứ nếu mà duyên đến khi mà có một cái cơ hội được thử sức ở một cái nhân vật nào thì em cũng đều muốn trải nghiệm để mà học hỏi trau dồi bản thân hết á. Nhưng mà với cái vai đó tên gì anh Hiệp? Vai trong Ngược Gió là em tên gì? Dạ em tên Nương. Nương. Thì chị hỏi là cái vai Nương đó có phải đây là cái dạng vai lần đầu tiên em hóa thân không? Dạ đúng luôn chị. Dạ đúng. Cái ngày mà vào để chọn kịch bản cho vòng thi đó thì cũng rất là cam go, tại vì dạ huấn luyện viên đưa ra rất nhiều kịch bản mà khi mình đọc mình cảm thấy là cũng sợ, với lại cũng không có, chưa có cái cảm xúc nhiều lắm. Cho nên là cũng chọn tới chọn lui là nguyên nửa ngày hôm đó là các bạn hai mấy bạn kia đã có kịch bản hết rồi, chứ còn riêng em là chưa có. Nên em cũng rất là lo lắng. Nhưng mà may sao em được gợi ý một cái kịch bản này, thì khi mà đọc văn á, thì em thấy dễ thương quá. Thấy dễ thương, thấy thích, thích liền luôn. Nhưng mà cũng sợ, tại bình thường mình bánh bèo quá, bây giờ vào cái vai này không biết như thế nào. Thậm chí lúc tập á, là huấn luyện viên rất là mắc cười em, tại vì có... Man quá hả? Hay là bánh bèo quá? Mấy cái đoạn em bánh bèo quá, bánh bèo. Em không có làm ra được á. Dạ rồi cái tới lúc mà làm được thì mình bị làm lố quá. Mình không tiết chế được. Mình làm lố mà không biết sao cái hên bữa thi với tổ thương em hay sao á. Cái em làm vừa luôn, không có bị lố. Không, nhưng mà tại vì thường á thì thấy là chị Phượng Lan chỉ có duyên khi mà chọn vai tính cách cho thí sinh của mình hả anh Hiệp? Anh Hiệp như Cám. Cám của Lâm Thị Kim Cương. Thì đến khi mà Mỹ Nhung bước ra đó. Thì đó. Trong cái Ngược Gió thì nó rồi đó. Vô vai liền. Vô rồi đó. Thì mình thấy rất là thú vị. Rồi cái sự hỗ trợ của anh Tô Tấn Loan nữa, đúng không? Dạ. Nó cũng gọi là tạo cảm xúc cho mình rất là nhiều. Nhưng mà anh Tô Tấn Loan diễn thấy tội nghiệp hen. Anh hả? Cái gương mặt của ảnh rồi cái cách diễn thấy tội nghiệp ghê. Không vậy rồi. Dạ. Không vậy rồi. Mấy anh Tô Tấn Loan. Rồi bây giờ thì trước khi mình hỏi tiếp thì em sẽ cho quý vị thính giả nghe lại cái câu vọng cổ ngọt như mía đường ở trong cái trích đoạn Ngược Gió mà em giành được cái số điểm tuyệt đối 100 điểm. Dạ dạ. Nhớ không? Nhớ không? Còn nhớ tuồng không? Nhớ hay là trả lại cho đạo diễn hết rồi? Dạ nhớ rồi. Em sẽ hát một câu vọng cổ trong cái đoạn đó mà hôm bữa thi thì em vào vọng cổ bắn, nhưng mà hôm nay em sẽ hát hát bậc một thôi. Rồi mời em. Buổi sáng nên là quý vị thông cảm nha, nghệ sĩ hơi chưa có về. Rồi. Hoàng hôn tím vàng sông chiều, đời ngược xuôi tháng năm buồn hiu. Tình riêng đơn đau âm thầm, để lòng ai nhói đau từng đêm. Những lời như tiếng giặc kêu sương giữa đêm trường nghe nào nùa, buồn như tâm sự kẻ sang sông mà đò ngang không thấy bóng. Khi mưa chiều cứ liêu xiêu càng yêu quanh bến sông chờ. Chờ ngẩn chờ ngơ chờ không biết đến bao giờ, chờ sao trong mưa chờ sương trong nắng, chờ tiếng ve sầu khi gió chướng thổi về xuôi. Tàu rước sầu sáng ra mày đi với niềm vui, rồi chiều xuống mày quay về trong tuyệt vọng. Sợ cả ánh đèn trong soi bóng mày trên vách, sợ cơn gió nào đưa vọng lại tiếng thở dài. Ôi, cưng quá à. Đã
đáng lẽ là Nam Hiệp trợ diễn cho Mỹ Nhung đó. Nhưng mà tại sao? Tại vì sao? Chưa thuộc tuồng. Em biết mà. Không, hôm trước là Giai Hạt Tiên là ảnh có trợ diễn cho em đúng không? Quá thành công. Ảnh hát cái dây lồn xuống dưới. Cảm ơn em rất nhiều. Chị nghĩ rằng là khi mà em ca lại cái câu vọng cổ này trong cái phòng thu vào buổi sáng hôm nay, cái cảm xúc nó khác rồi. Dạ. Đúng không? Nó không có hồi hộp hả? Dạ đúng rồi chị. Ừ. Mà nó rất là nhớ lại, rất là nhớ lại cái vòng thi đó. Có một chút cảm xúc nhẹ nhẹ, xúc động nhẹ, nhớ lại cái khoảng hành trình mình đã đi qua. Bứt phá ha, rồi gọi là lúc đó là không còn gì để mất á. Ủa mà có gì đâu mất. Mình chiến hết mình cho cái buổi đó mà. Cho nên là cảm xúc chắc chắn là có nhiều điều để nhớ lắm. Anh Nam Hiệp á, là anh Nam Hiệp anh coi ở nhà, nhưng mà tao nói anh rất là hào hứng nhắn tin cho chị. Ông nhắn tin, ông dự đoán. Trời ơi là trời. Có nghĩa là anh Nam Hiệp là một trong những khán giả gọi là yêu quý trung thành của Chuông Vàng Vọng Cổ nhiều năm, và đối với top 3 là anh yêu mến cực kỳ luôn. Hình như là top 3 không bao giờ mà anh đoán sai nha. Anh chọn là ai top 3 là sẽ đúng top 3 như vậy luôn á. Dữ lắm. Không, coi từ bữa top 9 là đã biết top 3 luôn rồi. Dữ hè. Dữ hè. Xin vía trộm vía. Cả mình còn nói đùa nữa. Hay là mình loại luôn thẳng đi. Loại thẳng 6 người lùm đúng cái luôn. À đúng. Anh Nam Hiệp anh có hỏi Ngọc Thu là thôi là đêm nay mình loại luôn mấy bạn kia cho luôn. Cho đỡ tốn, hiểu không? Hiểu không? Mà công nhận là ở những vòng sau thì gọi là kịch tính hơn đúng nhiều rồi. Và mỗi người cho dù là top 3 hay là top mấy đi nữa cũng đều có bứt phá. Càng vô trong thì mình cũng khó đoán được. Dạ. Nhất là cái vòng top 5 á, nó cũng hơi căng đó. Dạ. Và chị muốn hỏi thêm một câu nhỏ nữa thôi, là em cảm thấy là khi mà em đi thi, ví dụ như mình đã thi Bông Lúa Vàng rồi 2023, thì bên cuộc thi của đài mình thì nó nhẹ nhàng hơn đúng không anh? Tức là cái thời gian nó không có phải bị là cuốn vào từng tuần. Dạ. Nhưng mà khi em đến với Chuông Vàng Vọng Cổ, một tuần là một cái kịch bản mới. Mới hoàn toàn. Em cảm thấy cái áp lực nó như thế nào? Học bài này kia như thế nào? Dạ thật ra thì có mấy bạn thí sinh thi chung cũng hỏi em như vậy, là hỏi là có cách nào học bài nhanh không chứ trong tuần sao học kịp. Mà thật ra hồi đó tới giờ sao chị hỏi á, là em mới nhớ luôn là sao em không có nghĩ tới mấy vụ đó. Ủa? Tại vì bản thân em học bài cũng mau á, nên em không có sợ. Không mà ý là mình học tuồng nó khác. Tại vì chị ca thì anh Hiệp ca, thì làm sao chị nhớ được cái đoạn của anh Hiệp nè. Hiểu không? Ví dụ vậy. Dạ em cũng không biết sao mà em nhớ nữa, em thuộc luôn của bạn. cái em thuộc tuồng của bạn diễn, cái thành ra nhiều khi á bị thuộc tuồng trước á, bạn chưa hát nữa là mình biết à chỗ đó phải diễn vậy. Cô Loan nói em hoài. Chị hiểu rồi. Mà dạ. Tính ra bạn diễn là cũng căng lắm chứ, bản lĩnh dữ lắm. Tại vì cũng mới luôn. Dạ. Nhưng mà cũng phải ráp, cũng phải họp rồi. Nội cái thời gian mà mình tranh thủ mình mời nghệ sĩ nào hỗ trợ là nó cũng phải tốn thời gian rồi. Đúng rồi. Dạ, rồi chốt xong là phải vô cái guồng để mà tập cho nó kịp nữa. Yeah. Mà thấy Mỹ Nhung là có số gọi là đào tiên á ha. Đào tiên. Quý vị ơi, đào tiên tức là đào làm tiên chứ không phải là trái đào tiên. Nghe đào tiên nghe tụi. Hạt tiên rồi nay tới chức nữ nữa. Bữa hổm là thấy top 3 hôm mà gọi là tuồng đó là tuồng gì gọi là cái gì? Ý là mình vào top 3 là mình phải diễn tuồng kiếm hiệp hả? Dạ đúng rồi ạ. Màu sắc, trời ơi màu sắc. Tìm tuồng kiếm hiệp. Có khi nào Nhung diễn lại hạt tiên ta? Anh có nghĩ vậy luôn hả? Ha đúng rồi đó. Em có nghĩ đến cái trích đoạn hạt tiên không ta? Dạ không, tại vì em sợ rằng chương trình cũng, huấn luyện viên cũng có sợ là mình vũ đạo nhiều quá sẽ ảnh hưởng. Với lại cái thời lượng nữa. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà nói gì đi chăng nữa thì một lần nữa cũng xin được chúc mừng em ha. Chạm tay được đến với một trong ba ngôi vị cao nhất của cuộc thi Chuông Vàng Vọng Cổ 2024. Coi như là em đã vượt qua được cái nỗi sợ hãi và cái bóng của chính mình rồi. Và cái còn lại đó là em sẽ bắt đầu làm như thế nào để mình tận dụng hết cái cơ hội mình có được từ cuộc thi đó. Câu hỏi còn rất nhiều thôi. Bây giờ mình thời gian trôi qua dữ quá anh hả. Bây giờ xin mời thính giả nha, sẽ giao lưu với nghệ sĩ của chúng tôi. Xin mời kỹ thuật kết nối với tính giả đầu tiên ạ. Alo. Alo, mình chào chương trình nha. Dạ, chào mình. Chào Ngọc Thu. Dạ, mình là ai?
Mình tên Hồng ở Tây Ninh á Ngọc Thu ơi. Dạ, mình có quen, mình có biết tụi em trước đây không ạ? À? Mình có không? Nghe trên đài thôi chứ không có dịp được lên đài, bữa nay mới được lên á, mừng quá mừng luôn. Dạ. Chị gọi vô hay là ai dụ chị? Ai dụ? Trời ơi, tự động gọi luôn. Hay ha. Em ai dụ? Rồi. Tự mình chủ mình gọi. Rồi, hy vọng là lần đầu và sẽ còn nhiều lần nữa chị ha. Là bây giờ anh dụ á Hiệp. Rồi. Hôm nay thì mình giao lưu với lại Chuông Bạc, uh-huh. Mỹ Nhung. Rồi thì nãy giờ có nghe em nói chuyện rồi đó, dễ thương quá, giọng trẻ quá. Dạ em cảm ơn chị. Ở tuần trước chị có coi không? Có coi chung kết không? Chị người khiếm thị em ơi, không có thấy được coi. À vậy hả? Nhưng mà chị vẫn biết thông tin chứ hả? Nghe không có nghe được, bữa đó đây cúp điện á, không có nghe được gì hết à. Rồi, thì hôm nay có gì chưa nghe được thì cứ tranh thủ hỏi hết chị ha. Rồi. Rồi. Rồi chị có câu hỏi gì cho Mỹ Nhung của chúng ta nè, Chuông Bạc nè. Bạn ơi, bạn đang nhiêu tuổi rồi bạn? Ôi, chị ơi, chị hỏi một câu nó dễ theo ghê luôn. Vừa vô mà hỏi câu không dám trả lời luôn. Chị, mình bỏ qua câu đó nha. Mình bỏ qua câu tuổi em nha, nghệ sĩ lúc nào cũng trẻ trơn á. Ha. Mình hỏi câu khác đi chị. Alo. Alo, nghe em ơi. Rồi mình hỏi câu khác đi, mình đừng hỏi tuổi ha. Mình hỏi câu khác đi. Bạn ơi, nay bạn vào ngày hồi năm nào vậy bạn? Chút nữa cũng qua tới tuổi đó. Dạ em mới vào nghề, bắt đầu tham gia học đơn ca tài tử vào cuối năm 2018 mà cho đến nay á chị. 18 là năm 24 rồi, cũng mau ha, cũng mới đây thôi. Dạ. Mà chắc là nhỏ hơn chị nhiều đó chị ơi. Cười nên... hay quá ta. Dạ, rồi ở Tây Ninh chị có ca đừng ca tài tử gì không chị? Cũng ít em ơi, ở nhà không à. Chị người khiếm thị không có đi đâu được hết trơn, ở nhà không à. Rồi chị có tập gì không? Có mở file lên để tập gì không? Bài? Có thể nhớ đó, cái buồn buồn bắt thể nhớ lên nghe cái hả thuộc bài, cái đăng ký lên đài Hậu Giang á. Dạ. Giao lưu với lại tài tử Miệt Vườn á. Dạ. Rồi. Mà đăng ký khó lắm em ơi, máy bận không mà gọi không có được, cứ gọi luôn. Rồi, hôm nay có Mỹ Nhung nè, Mỹ Nhung chinh chiến ở rất nhiều cuộc thi đó, có rất nhiều kinh nghiệm, hoặc là lấy hơi, hoặc ca, hoặc là học bài gì đó, thì chị có muốn hỏi bạn ấy gì không? Giờ hỏi gì ta? Mới là đầu rồi cũng không có biết. Cũng không sợ không biết gì. Rồi. Bạn Nhung này nhà quê ở đâu nè em bạn? Dạ em quê ở An Giang á chị. An Giang lên Tây Ninh cũng quá xa ha, cũng hơi xa. Dạ. Ý là chị mời xô á hả? Biết đâu có dịp rồi chị em có duyên gặp sao cũng không biết được. Dạ, là chị ở gần Tòa Thánh ha, núi Bà không chị? Gần đó đó em. Tòa dạ. Thánh chạy chút xíu. Dạ, rồi. Rồi có làm nghề gì chị? Đâu có làm gì đâu, không có thấy đường, không có làm được gì em ơi. Tối ngày ở nhà nội trợ nấu cơm vậy thôi chứ cô không có làm gì. Dạ, rồi. Chị kể. Sống có mình à, không có ai hết á, cha mẹ mất hết rồi, ở có mình à. Dạ, thì thôi làm bạn với lại đừng ca tài tử, cải lương cho nó vui chị ha. Với là giao lưu đúng với rồi. Các đài cũng được. Dạ. Tối ngày cứ điện đài giao lưu rồi cho vui vậy thôi chứ cô không có làm gì. Với lại chị cũng không có sức khỏe như mọi người á, không có làm được gì hết. Nhưng mà chị có đi tham gia mấy cái cuộc thi không? Ở phường mình hay là cái gì đó có mời không? Không, chỉ đăng ký lên đài giao lưu quyết dạ. định thôi chứ cũng không có đi đâu hết. Dạ, thì thôi bây giờ mình ca thử cho Mỹ Nhung nghe chị ha. Mình có gì Mỹ Nhung góp ý rồi mốt chạy lên trển xong ca sau. Rồi. Rồi. Chị sẽ ca gì đây? Chị chuẩn bị gì cho cái lần đầu đến với chương trình đây? Lần đầu đến với chương trình thì chị cũng chuẩn bị câu giọng cổ để trước là gửi tặng cho ban biên tập chương trình tràn diễn đời dần nghề, sau đó là cho MC kết nối máy với chị á. Dạ. Cho Ngọc Thu chứ mới lần đầu được lên cũng mừng quá đi, không biết không biết ca cái gì hả? Biết ca, chuẩn bị câu giọng cổ rồi nhưng mà rồi cũng ca câu cho vui vậy đây chứ không. Bây giờ vậy mình tư vấn là chị hát cái gì nè để em biết nè. Chị hát câu giọng cổ trong bài câu năm gái của mẹ. Không, mình hát hai câu nha, mình không hát một câu chị.
Mình sẽ hát hai câu. Mình hát hai câu, mình hát chung với lại nghệ sĩ nè. Rồi, cũng được luôn. Bây giờ vậy, em chia dây ha. Chị hát mẹ ha con, chị hát mẹ ha. Đúng rồi, câu 5 là mẹ hát mà, dạ, thấy con rồi. Mà. Thấy con nên diện thất gia. Dạ. Ủa anh thuộc luôn hả? Đó, trời ơi. Thiệt chứ. Thuộc luôn anh. Ở này tên gì vậy? Dạ. Buồn 5 phút. Buồn 5 phút. Dạ, em Nam Hiệp, rồi MC Ngọc Thu. À, còn nghệ sĩ là Mỹ Nhung. Đó. Em giờ nghe nghệ sĩ không á? Chưa nghe. Dạ. Chị không nghe hàng em luôn hả? Rồi, bây giờ chị có dặn dò gì nghệ sĩ không? Đàn nó nói nhạc công hỗ trợ cho chị là đàn dây dừa dừa thôi, tại vì chị không có sức khỏe nhiều em. Dây dừa dừa hả? Dây dừa dừa hả chị? Em cũng không biết dây dừa dừa là dây gì nữa. Rồi, bây giờ con gái Mỹ Nhung sẽ ca chung với chị nha. Dạ. Rồi. Thấy con đến về Phật gia lòng già mừng vui đôi chung. Nhưng ngày tới chuyện làm dâu khó nhọc, mẹ vừa thương vừa lo sợ trong lòng. Rồi con có làm biết gia bên chồng, mẹ làm trong nửa đời mẹ biết cái đắng trong bài thương mắt trên con. Nếu mẹ chồng còn mẹ trên, con gì thương chồng hết lòng chiều chôn. Đứng quen bay đôi năm cho nhớ về kéo nếp em chồng tốt mai miếng nặng lời. Dạ không sao, nhưng mà về cơ bản thì chị vẫn hát đúng dây đờn. Đúng dây. Dạ, còn nhịp thì chị cũng nói thiệt với Ngọc Thu, chị cũng có bệnh á. Dạ. Bú cổ chị là nay hai mấy năm rồi, không có mổ được á. Không, nhưng mà chị hát vậy là chị giỏi rồi. Dạ. Là cũng mệt, sao mà cao không được. Nhưng mà như cái giọng nghe nó khỏe lắm. Dạ. Cái giọng nghe ngọt khỏe. Đúng rồi. Và quan trọng nhất là chị hát đúng dây đờn nha. Ừ. Tại có nhiều thính giả của em lần đầu tiên lên hát là dây đờn kệ dây. Mình hát kệ mình á. Có mình phải cảm âm dây đờn chứ em. Cảm âm dây đờn. Cương xỉu luôn. Ở trên núi vậy mà cảm dây đờn hay ghê. Trên núi. Ở gần núi, ở gần núi. Ở gần núi, ở trên núi thôi nào. Ở gần núi thôi chứ không phải trên núi. Trên núi còn cao dây đờn cao nữa. Đúng rồi, hồi nãy em thấy chị lên em tưởng chị cũng học nổi. Cái chị em sợ chị tuột xuống. Đó. Nhưng mà chị vẫn đu. Đó. Nó mệt lắm, nó muốn mệt không nào, nó mệt à. Dạ cũng nhưng mà em nghĩ là chị nghe chương trình chị giao lưu chị ca xong hồi chị vui là chị hết mệt nè. Dạ. Nha.
Đúng rồi. Dạ rồi. Chương trình có phát lại cái gì, chị nghe lại cái phần hòa giọng rồi, của rồi. Mình vậy, với vậy Trung Bạc ha. Cảm ơn chương trình ha. Chúc cho chương trình một ngày vui vẻ ha, khỏe. Dạ, bữa sau gọi tiếp nha chị. Rồi, bữa nào chị gọi nữa. Hồi nãy hỏi người ta là ai dụ, bây giờ là mình khuyến dụ. Bây giờ là mình dụ. Dạ, thấy cà ngon quá. Rồi. Chị. Ca không nổi, bữa nay ca không được vậy trời. Ôi, ca không vậy được mà không gì rồi ơi. Mỹ Nhung nói cái cho chị vui đi. Dạ, êm lắm chị ơi. Thế hả? Rồi, dạ. Có duyên hai chị em mình giao lưu nữa ha. Dạ. Rồi, cưng. Rồi, chừng nào Mỹ Nhung có dịp lên núi Bà biểu diễn nha, chị nhớ gặp chị Hồng. Nhớ nhớ ghé chị Hồng ở Tây Ninh nghe cưng. Dạ, dạ, gần núi rồi. Dạ rồi, em chào tạm biệt chị và chúc chị sẽ có những ngày, ngày nào cũng là ngày vui ha, ngày nào cũng là ngày hạnh phúc. Dạ, bây giờ thì xin mời kỹ thuật kết nối với lại thính giả tiếp theo của chương trình. Alo. Alo. Dạ. À, xin chào Cẩm Thu và chào Ngọc Thu với chào Nam Hiệp. Dạ, Cẩm chào, Thu. Chào Nhạc Công và ekip chương trình. Chào gì nãy nói gì Nhung quên rồi. Dạ Mỹ Nhung. Dạ chị. Mỹ Nhung. Chào ca sĩ Mỹ Nhung. Dạ. Cô Úc Mỹ Bình Dương. À, dạ. Hôm nay em có tin mới Hiệp. Mà không, bắt đầu từ chương trình sau em sẽ lấy MC Cẩm Thu. Không còn là MC Ngọc Thu nữa mà là Cẩm Thu nha. Sửa lại phải không? Dạ, sửa lại luôn, tên đẹp, em thấy tên đẹp. Cô Úc Mỹ ở Bình Dương hình như có giao lưu một lần đúng không cô? Phải không? Cô giao lưu lâu lắm rồi, bây giờ cũng như ấy là có kinh nghiệm. Dạ, có kinh nghiệm đúng không? Dạ. Hình như hình dạ, hình như chồng cô cũng là ca được đúng không? Chú Tân đó. À đúng rồi, đúng anh rồi. Nói tới đó em mới nhớ rồi. Cho nên là gia đình tài tử. Rồi. Hôm nay không có đi thi giải nào hả cô? Không, cô ở nhà. Dạ, rồi. Hôm nay chú nhường cơ hội lên sóng cho cô. Rồi, gặp Mỹ Nhung nè, Chuông Bạc nè, cô có câu hỏi gì không? Bữa rồi cô có coi Chuông Vàng Vọng Cổ không? Cô ít xem lắm, tại vì nó ngay công việc thì nó cũng vất vả bộn bề, thành thử ra cô cũng ít xem, có chú thì thường xem. Dạ. Rồi cô vô, cô chạy trong bếp kêu chú ra. Nói là chú ơi, ra đi vô luôn nè, Chuông Bạc nè, rồi cho chú hát luôn. Chú đi bán rồi cô ở nhà. À, ý hả cô? Rồi. Chào con. Chào con. Xin chào con. Chào Mỹ Nhung. Dạ baby, sao khóc vậy? Rồi. Cô có câu hỏi gì cho Mỹ Nhung không? Dạ. Thì nói ngay cô thì nhịp nhàng thì cô không biết, thì rồi có nhờ Nhạc Công hỗ trợ hiểm trợ cho cô. Mỹ Nhung ơi, bây giờ cô cũng tại vì cũng đam mê nữ ra rồi đăng ký để mình ca chung với Mỹ Nhung, thì Mỹ Nhung ca cây sầu đâu quê mẹ biết không, biết thuộc không? Em nói đi Nhung, em nói gì đi, chị biết là em không thuộc á. Dạ, dạ chết rồi, bài này em không có thuộc. Dạ. Hay là em hay là mình hát Lá Trầu Xanh ta, cho nó dễ. Lá Trầu Xanh hả? Dạ. Dạ. Rồi phải. Lá Trầu Xanh thì đợi cô xíu, cô đi lục bài, đi lục bài phải không? Đi kiếm bài. Có cuốn sổ đúng không? Có cuốn sổ luôn. Mình còn bài nào khác ngoài bài Lá Trầu Xanh mà cô thuộc không? Thí dụ như nha, một số bài thí dụ như nha. Dòng Sông Quê Em, Chợ Mới. Dòng Sông Quê Em cũng được. Dạ. Em thuộc không Nhung? Dòng Sông Quê Em cũng được. Dạ anh thuộc tới đâu hát tới đó. Cái đó bài. Dạ. Cũng thôi, Chợ Mới. Chợ, dạ. Mới. Chợ Mới quê mình. Dạ, dạ. Chợ Mới cũng chị được. Chú là ở An Giang, còn cô ở đâu? An Giang luôn hả? Quê á. Cô cũng ở An Giang cùng xứ với chú mà lên Bình Dương này lâu rồi. Dạ, cô ở đâu nè, tại vì Chuông Bạc Mỹ Nhung cũng ở An Giang nữa. Dạ. Đông ở An Giang nè, cô ở mà huyện Phú Tân. À, dạ con ở Châu Thành đó cô. Châu Thành vậy là dưới cô cũng nhiều ạ, cũng mười mấy cái số ạ. Dạ. Vậy thôi bây giờ mình cùng quê An Giang con với cô hát Chợ Mới nha cô.
Chợ mới hả? Dạ. Vàng để kiếm, kệ mời để kiếm. Ủa, có nghĩa là bây giờ em đang tưởng tượng anh Hiệp là cô đang cầm nguyên một cái sắp này ra, cô lật lật như nè, để xào xào cái bài nào mình thuộc, phải không? Dạ. Chợ mới thì nó ngay cô cũng thuộc lỗi giỏi thôi, nhưng mà sợ là cái nó hết rồi cái nó quên. Thôi bây giờ cô hát đi em nhắc nè. Dạ. Được không? Dạ, dạ, dạ. Giờ cô hát, bây giờ mình hát chỗ nào nè? Alo, mình muốn hát câu mấy nè? Nhưng mà để chậm xíu đi, cô kiếm miếng giấy. Là mình biết, mình nghe lộn xộn là mình biết, à mình đang kiếm bài rồi. Dạ. Mỹ Nhung cũng đang trông chờ á, không biết là đồng hương ca làm sao đúng không? Rồi bây giờ mình muốn hát là 1, 2 hay là mình hát 5, 6 nè? Tùy con à, con muốn hát mấy đoạn nhóm em chọn đi. Vậy con với cô hát câu 1 với câu 2 nghe cô. Rồi. Dạ. Rồi. Con hát trước hay là cô hát trước? Thôi bây giờ mình chia ra ai hát nam, ai hát nữ nè. Dạ bây giờ cô hát nam hay hát nữ? Con nữ đi, con nam đi. Dạ rồi. Cô chọn mạnh mẽ. Dạ rồi. Mời bạn Giang hỗ trợ. Mình có thể vô lại được không con? Mình có thể vô lại không? Mình vô cho nó. Bây giờ nè nghe con nè, mình không mở loa ngoài ha, bắt đầu mình vô lại cho nó ngọt xíu nè. Xin mời cả nhà. Rồi. Cái chợ. Cái chợ có hồi nào và bao nhiêu tuổi, mà ai cũng bảo rằng chợ mới quê hương. Ở nơi đó tôi có một người thương, cứ chiều chiều nàng ra bờ sông ngồi giặt áo. Ra bờ mang áo phơi cho anh nhìn bà lòng mê mông người ơi. Sao nước trôi xuôi dòng sông lớn lờ, trong bờ sông anh hẹn với em mai một đêm, anh đem câu trầu nhờ người sẽ duyên tình ta. Em chớ lo thêm buồn, anh sẽ thưa cùng mẹ cha. Người như đưa trên dòng đầy dơi. Chúng tôi quen nhau đã 6 năm rồi mà chưa thành chồng thành vợ. Cha thì gần đầu, mẹ lại quay ngang rồi bảo. Mẹ bảo sao? Thằng Tâm cái tánh nó cọc cằn, sợ sau này con Hồng về bị nó ăn. Nên bà cứ dùng dằn chưa chịu cho hai đứa cùng nhau kết nghĩa châu trần. Làng xóm bàn tới bàn lui, anh buồn thiệt là buồn. Từ cái cửa nhà anh quá dám hỏi, mẹ lắc đầu em cũng thôi giặt áo ở bờ sông. Hôm có lệnh tòng quân, sao anh không cho em biết? Anh sợ cái lắc đầu và một tiếng không, rồi mình cứ ngó mong nói chuyện lòng vòng, chỉ gợi buồn cho người đi kẻ ơi.
Em đố anh Hiệp nè, là chị có nhìn giấy không? Anh Hiệp đoán coi là có nhìn giấy không nè, em đố anh nè. Em thấy chị lùa ghê. Em nói ủa tới nhịp chưa ta? Tới nhịp chưa ta có nghĩa là hồi nãy là chị đang mất tập trung xíu á, nhưng chị hiểu ủa tới nhịp chưa ta mà sao hát nhanh vậy? Tất nhiên là xuống giọng cổ mà cô chưa có bỏ hai nhịp đó phải không? Không phải, cái chỗ mà sau cái gì ta sao cái nhìn sát pháo còn đó đó, sát pháo em sợ chị về không kịp cái bến sông. Dạ rồi, mà công nhận chị ca lên giọng chị trẻ. Ủa mà hồi nãy nó là nhiêu tuổi đâu hỏi. Em xin lỗi, hồi nãy là em không có hỏi cái này tuổi. Là hỏi nhỏ em xin hỏi nhỏ nhau, chị là nhiêu tuổi mình nhiêu tuổi á? Cô mới có 63. Wow, mà có 63 tuổi. Mà cái giọng chị cái dạ. Tông tông cũng giống Mỹ Nhung á. Phải không? Trong trong, cao cao. Chắc người Công An Giang vậy chị ơi. Cùng xứ là phải giống với nhau. Cùng xứ à ha, dạ. Cùng xứ. Người An Giang ta ca ngọt mà ca cao, ca trong vậy đó hả chị? Sao mà em có cảm giác không, chị hát là giống như là chị hát bất chấp á, có nghĩa là lúc chị hát rồi là chị bất chấp đồn hay gì, chị bất chấp hết trơn á, kiểu vậy đó. Mà công nhận dở sách ra rồi ha, bài nào cái này là giống như mình đang ép chị mà, cái bài này đâu phải ruột của chị. Dạ rồi. Cũng hết lắm, tại vì lên đài cũng luôn cũng luôn hả, lung túng. Rồi Mỹ Nhung thấy Đồng Hương ca làm sao, sáu mấy tuổi đó? Dạ dễ thương quá luôn cô ơi. Rồi em tới tuổi đó thì giọng em như thế nào? Dạ bởi vậy con không biết tới tuổi con cỡ tuổi như cô, giọng con còn được hay như cô không á. Trời dễ thương dễ sợ. Cảm ơn mấy em lên chương trình ca với nghệ sĩ thì cô quá là vui luôn. Dạ. Quá mừng luôn. Dạ. Mà cái lần đầu tiên mà cô giao lưu với lại tụi con là cách đây bao lâu rồi ạ? À? Lâu chưa cô? Cũng lâu lắm rồi, trước lâu. Tết lần mà. Đúng rồi. Lâu lắm. Trước Tết là năm hả? Anh hả? Cỡ đó. Dạ, cỡ năm hả cô? Năm ngoái. Nhưng mà con muốn biết là tại sao cô muốn gọi vô giao lưu vậy cô? Tại vì nhiều khi chưa cô làm lưu bu cái tính là bữa nay đăng ký nha, cái làm lưu bu cái quên. Ừ, vậy là không phải lỗi của con he. Không, tại ông xã, tại ông xã ông dằn trước đúng không? Có nhiều khi cô điện thì cũng nghe hết chương trình à. Không được. Dạ. Dạ rồi. Dạ. Mai mốt cô có thi mà mấy cái cuộc thi mà lỡ nó vô vòng trong á, cô cần trợ diễn thì cô liên hệ Đồng Hương Mỹ Nhung nha cô. Rồi. Lỡ vô vòng trong. Lỡ được vô vòng trong. Đồng Hương phải không? Dạ, dạ. Đồng Hương sẵn sàng nhiệt tình lắm cô ơi. Dạ. Dạ rồi. Rồi xin cảm ơn nhiều. Dạ, dạ cảm ơn cô Út Mỹ ạ. Rồi hẹn gặp lại cô trong những chương trình tiếp theo. Mình tiếp tục thể hiện niềm đam mê ca hát của mình và soạn sẵn mớ bài nữa cô ha. Dạ. Cô lần sau á, con có một cái ý kiến như thế này, là lần sau là cô và chú cùng điện lên để giao lưu, để cô và chú hát song ca luôn anh, hát trích đoạn luôn. À. Dạ cũng được. Cũng được luôn hả? Cũng nhiều cô với chú cũng nhiều bài lắm. Dạ, để mốt cái ngày gia đình á, dịp 20/10 ha, ngày nào đó cô ha. Thì mời chú Tân với cô. Ngày gia đình hoặc là ngày phụ nữ hay gì, dịp gì đặc biệt á, mình làm cú song ca vậy cho nó lạ. Dạ. Rồi đấy, chừng đó thì cô tranh thủ để cô đăng ký. Dạ, cô có thể đăng ký trước một tuần để tụi con có thể ghi lại cái yêu cầu của cô với chú ha. Đăng ký trước một tuần hả? Dạ, thần trước mình gọi vô đi, cái mình đăng ký cái câu nói lại ha, con dạ, ghi lại. Rồi. Cảm ơn cô. Dạ rồi. Cảm ơn cô đã tham gia chương trình ạ. Rồi, quay lại với Mỹ Nhung.
Hồi nãy giờ là bị ép hát, còn bây giờ là tự hát nè. Bây giờ là không, bây giờ là chị ép hát. Bây giờ sẽ là một món quà mà nghệ sĩ trẻ Á Quân Chuông, Á Quân của cuộc thi Chuông Vàng Vòng Cổ 2024 gửi tặng cho tất cả quý vị thính giả đang nghe sàn diễn Đời Và Nghề. Dạ, Mỹ Nhung xin hát tặng cho tất cả quý vị khán thính giả ba câu vọng cổ trong bài Vọng Cổ Bến Đợi của tác giả Thiện Cẩn. Dạ, mời ban nhạc hỗ trợ. Không biết anh học câu ca ấy của ai, mà lần nào gặp nhau anh vẫn hát. Như con sáo gọi bàn chung tình, lạnh lót dèo vô. Con trời con nước con non, em còn ở dậy anh còn chờ em. Nói vậy chứ không biết anh có thiệt lòng hay không, mà mỗi buổi chiều cứ ra bờ sông ngóng trông về nơi bên đời. Còn em thì như con nước ở ngã ba sông, bồng bềnh ngần ngại đâu dám mơ về một bến trong lành. Đổ hay trong ai hiểu ngọn ngành, dòng sông tiền nói liền đôi bờ thương nhớ, sao nỡ để phố thuận an hòa cách trở ngăn sông. Mười mấy tuổi đầu em đã chịu cảnh lòng đông, chạy ngược tìm cha về suối khúc mẹ. Sống đỡ đần nên em ngại gần chọn bên. Không biết có ai khiến ai xui, mà mỗi chiều hai đứa em cứ ra bờ sông trải lòng bằng câu hát. Ồ ơ thấp mười nước đổi trắng đồng, chỉ đi chồng em ở với ai. Sông tiền nước chảy làm hai, nửa về Hồng Ngư nửa theo ai qua Thanh Bình. Nghe câu ca mà em đau nhói tim mình, ai cũng hiểu tuổi xuân đi qua không bao giờ trở lại. Em như con đò ngần ngại ở bên sông. Âu ơ thắp mười nước đổi trắng đồng, chỉ không lấy chồng ở dậy nuôi em. Còn trời còn nước còn non, em còn ở dậy chứ anh có còn chờ em. Mà đã 13 năm đăng đặng, có sự chờ đợi nào mà thiếu vắng một tình thương. Anh chờ hai đứa em tôi lần lượt ra trường, có chỗ có nơi để cho tôi yên tâm làm vợ. Con sông chiều nay chờ đầy thương nhớ, cho phố Thuận An qua không còn cách trở chờ. Con thuyền về với bến sông, tình duyên đôi mến mong đông đầy. Câu ca xưa xin ai đừng nhắc lại,
để con đò không còn ngần ngại với dòng sông. Bây giờ mình nên vợ nên chồng, đắp xây hạnh phúc cho thỏa lòng nhớ mong. Cảm ơn Mỹ Nhung rất nhiều. Dạ. Dạ. Anh Hiệp á, thương dễ sợ. Thường á là chị nghe Nhung hát kiểu như là những cái bài tự sự á. Cái cảm giác nó rất là tình cảm và nó da diết á. Vậy. Em thích những bài tự sự không? Em cũng ít hát lắm, tại vì sợ rằng mình không có đủ khả năng để truyền tải cảm xúc á. Với lại phần trước giờ thì em cũng không có hát nhiều, mà chủ yếu là tham gia các cuộc thi. Mà thường nhu cầu của các cuộc thi là chủ yếu khoe giọng. Cho nên là đa số hát những cái bài bốc bốc rồi bắn lên không à. Dạ, cũng ít có cơ hội để hát những cái bài tự sự như vậy. Dạ, rồi qua Bông Lúa Vàng cũng như là qua Chuông Vàng thì em đúc rút ra được những cái gì trong cái cắt ca của mình, từ những cái góp ý của huấn luyện viên, của ban giám khảo? Dạ, một cái điều mà em thấy em rút ra được mà nó rất là quan trọng luôn, hầu như là nó sẽ tiên quyết trong cái phần mình thể hiện bài vọng cổ, là mình phải truyền tải cảm xúc vào bài hát. Dạ, mình hát có thể bữa đó mình nó hơi mệt tí xíu, hay là mình giọng mình không được khỏe này nọ, nhưng mà chỉ cần mình truyền tải cái cảm xúc, cái tình cảm của mình vào bài hát thì nó sẽ ít nhiều chạm đến trái tim của tất cả người nghe. Nhưng mà thường á, khi mà cái giọng mình mà cái hơi của mình nó dư á, cái lực của mình nó đủ á, thì em hát những bài tự sự sẽ rất là hay. Em có cái thời gian và em có cái độ ngấm, cái độ sâu á, để nghiên cứu cái chữ nó sẽ rất là hay. Còn tất nhiên là khi mà nghe vọng cổ thì mỗi người người ta có một sở thích. Ví dụ như người này thì thích nghệ sĩ hát bắn lên cao thì cao, rồi thả con vọng cổ xuống. Nhưng mà hầu như chị biết phần lớn người nghe, ví dụ như những người nghe của chương trình của mình, họ luôn thích nghe vọng cổ theo cái kiểu là mượt mà, mùi đó. Vọng cổ là phải ca mùi đó. Mà nhưng mà chị cảm thấy là em ca những cái bài vậy nó mùi anh nhẹ nhàng, bình yên, thích lắm. Mình có tiếp theo thì bây giờ mình có thêm một giải thưởng nữa rồi nè. Có nghĩ là mình có nghĩ cho cái tương lai gần của mình, ví dụ như là mình sẽ như thế nào để mình được làm nghề nhiều hơn hay là mình được học nghề nhiều hơn không? Dạ có. Em hiện tại cũng đang mong muốn và để tìm tòi, hy vọng rằng có thể được vào đoàn để mà được tham gia hoạt động, để học hỏi từ các cô chú anh chị, để trau dồi bản thân. Hoặc là em cũng mong muốn mình có thể ví dụ như tham gia những cái lớp học diễn xuất. Dạ, để mình càng ngày càng giỏi hơn, tiến bộ hơn trong cái cách ca, cách diễn. Tại vì bản thân em hồi đó tới giờ là không có học ở trường lớp về diễn xuất, chỉ là tham gia từ các cuộc thi rồi được ban giám khảo góp ý, cũng như là các anh chị trợ diễn chỉ thêm cho mình. Cho nên là bản thân mình mong muốn luôn luôn, lúc nào cũng muốn rằng mình sẽ cố gắng để mình hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày. Rồi bây giờ em cũng phải cái hành trình trợ diễn của em nè, chuẩn bị hành trình trợ diễn gì Bông Lúa Vàng đúng không, rồi thậm chí Chuông Vàng năm sau đó. Bây giờ là Bông Lúa Vàng đang diễn ra rất là sôi nổi đó. Thì hy vọng có điều kiện thì Mỹ Nhung cũng hỗ trợ hết mình cho các bạn trẻ. Dạ tất nhiên rồi ạ. Nhưng mà chị muốn biết là hồi nãy anh Hiệp có hỏi em rồi, là em rút tỉa được gì cho em sau cái hành trình mà em gọi là mình thi cuộc thi này cuộc thi kia, nhưng mà em có nhận ra là bản thân mình á, cái yếu điểm nhất của mình trong cái giọng ca cũng như là trong cái cách mà mình cảm nhận, cảm thụ cái bài hát và truyền tải cái bài hát cũng như trích đoạn là gì không? Sau những nhiều lần mình chinh chiến, mình tham gia các cuộc thi, và quan trọng là mình hát cùng với các anh chị chuyên nghiệp, mà mình thấy là mình, cái yếu điểm của mình là gì? Dạ thật ra cái yếu điểm của em á, là em cảm thấy bản thân em cảm thấy rằng do cái giọng của em nó khỏe quá đi. Khỏe quá? Alo. Thành ra em hát á, nhiều khi em không có lỡ mà nhóng mạnh một tí xíu là nó bị hút dây. Thầy em nói hả, hát mà mạnh một chút xíu là hút nó, rồi hát nhiều khi phải ém, bữa nào mà đang khỏe khỏe trong mình cái quên ém nó khổ lắm. thấy Ủa? Các anh chị hát á là phải cố gắng lên, còn em hát em phải gắng em ém lại. Thì đó, thì em cũng tính nói là người ta cố người ta hát, còn đây ba ém lại đó. Ủa dạ. cái này ban giám khảo cũng có góp ý đúng không? Dạ. cho Mỹ Nhung rất là nhiều à. Nhưng mà hồi xưa lúc mình mới biết ca là mình có ca mạnh vậy không? Dạ mạnh vậy luôn đó chị. Ủa? Giờ phải em ém bớt hả? Em sao hả anh? Em không biết luôn á. Hơi nó mạnh quá rồi mình ém sao? Nhiều khi hát á là trong cái đầu mình á,
nó phải có cái suy nghĩ là hát nhẹ thôi trong cái não nó điều khiển như đó. Rồi lúc nào lo nhập tâm, lúc nào lo nhớ diễn rồi nhớ hát làm sao, cái quên dù hát nhẹ cái hát hơi mạnh. Dạ nó vậy đó, khổ lắm. Rồi cái phần diễn cũng thấy là diễn với nghệ sĩ gì ta, Võ Minh Lâm, đúng không? Chưa tình lắm, ban khảo nói như vậy nhưng mà thật ra em thấy em tình chưa? Dạ em về coi lại thì thấy cũng chưa tình lắm thiệt. thấy chức nữ vui dữ quá hả? Đúng rồi. Không mà đúng thì cái lúc mà em diễn thì chị ngồi ở cái khoảng cách rất gần em luôn, ở gần sân khấu, chị nói ủa sao chức nữ vui dữ vậy? Cái lúc mà bắt đi á thì đó, không phải nhìn cái mặt của Nhung á. Dạ. Nó cả là buồn nhưng mà cái mặt nó vẫn có một nét tươi. Chết rồi. Ủa bạn có nghĩa là khi mà em cầm cái trích đoạn Ngưu Lan chức nữ là em biết chắc chắn là hai người này sẽ phải chia xa nhau rồi, mà sao nó diễn nó ủa sao nó vui dữ vậy? Ủa hạnh phúc dữ vậy? Ủa dạ thật ra khi coi lại thì em cũng thấy là cái bữa đó là diễn cũng chưa có ok lắm. Thật sự là thời gian nó quá ngắn. Mà lúc đó thật sự em phải lo nhớ là hát rồi nhớ cái chỗ này mình phải đi như thế nào. Cái em bị phân tâm một tí xíu, rất là tiếc. Dạ. Mình thấy Thanh Mẫu hay là Phượng Loan hả? Phượng Loan rất là căng, cái mặt thì rất là căng. Không nhưng mà mình thấy là anh Võ Minh Lâm á, ảnh cũng đã rất là cố gắng, giống như là để diễn để dìu em á. Dạ đúng. Như là anh ém bớt cái giọng lại luôn, bữa đó hát cũng không có bung hết giọng để cho em tỏa sáng. Dạ. Nhưng mà thôi mình nói là học tài thi vận mà. Dạ. Không sao, chúng ta vẫn còn rất nhiều các cuộc thi khác chuyên nghiệp nữa sẽ đang đợi em. Vấn đề là em sẽ cố gắng như thế nào và có muốn tham gia nữa hay không thôi. Dạ. Rèn nghề, rèn giọng ca, giữ gìn sức khỏe. Dạ. Dạ. Rồi hổm đài rửa giải rồi hết xong chưa? Đã rửa nữa. Hổm đài mưa muốn trôi luôn. Rửa gì nữa anh ơi. mưa trôi hết bụi à. Rồi xô đồ nhận nhiều chưa? Dạ thật ra là do chắc là các anh chị và mọi người nghĩ rằng em vẫn còn ở An Giang á, cho nên ngại về cái vấn đề gọi show em. Mà sẵn đây em nói luôn là em cũng lên Sài Gòn rồi mấy anh chị ơi. Các anh chị đạo diễn ơi, các anh chị đồng nghiệp ơi ha. Dạ có gì kêu show em ha. Rồi Mỹ Nhung đang ở Sài Gòn và sẵn sàng ở Sài Gòn nha quý vị. Rồi bây giờ còn cái nghệ danh nè, mình thấy lúc Hồng Nhung, lúc Mỹ Nhung là sao? Thật ra em cũng chia sẻ là khi em vào học lớp đơn ca tài tử á, thì thầy của em mới nói là tên Mỹ Nhung là nó mấy chữ cái gì đó, nó như thế nào đó, nó phạm nghe chăng cái chữ tử hay gì đó. Nên thầy em mới đặt cho em Hồng Nhung để là 9 chữ cho nó đẹp vậy đó, cho mong rằng em có thể nghe chăng cái chữ sinh bọng gì đó để cho em phát triển không, mong muốn em vậy. Dạ, mà xong cái em tham gia các cuộc thi á, là những quý vị khán giả và tất cả mọi người đều biết rằng em tên là Mỹ Nhung, cho nên chỉ gọi Mỹ Nhung thôi. Cho nên sau đó thầy mới nói là bây giờ thầy cô trả lại cái tên Mỹ Nhung cho con, để cho mọi người, tại mọi người cứ biết Mỹ Nhung không mà đâu ai biết Hồng Nhung đâu, nên bây giờ vẫn giữ Mỹ Nhung đi. Rồi. Dạ. Hình như cái hôm nọ là có cái bữa nào em lên trên YouTube á anh Hiệp, em có xem một cái video clip. Dạ. Nhưng mà em thấy cái tên là Hồng Nhung chứ không phải là Mỹ Nhung, xong mà em nghĩ là chắc em lộn, xong rồi em lại tiếp tục phải tìm một cái video clip khác lấy để lấy cái tên Mỹ Nhung, nhưng thật ra là Mỹ Hồng Nhung là Mỹ Nhung đó. Dạ. Ôi ơi thiệt á. Mình có coi trên Facebook thấy mở ngoặc Hồng Nhung. Đó tôi nói ủa là sao, tôi chưa hiểu ra vấn đề luôn. Dạ giờ hiểu rồi đúng không? Hiểu rồi đó. Dạ. Rồi bây giờ quyết định là Mỹ Nhung đúng không? Dạ. Để chúng tôi giới thiệu đúng show rồi. Rồi. Các hệ thống bầu show. Các hệ thống bầu show. Hoành tráng quá. Rồi, cảm ơn Mỹ Nhung đã dành thời gian đến với chương trình hôm nay với sàn diễn đời và nghề. Và một lần nữa thì thay mặt ekip thì chúng tôi xin được chúc mừng bạn với cái thành tích mới là chuông bạc vọng cổ năm 2024. Và chúc cho Mỹ Nhung từ cái danh hiệu, cái giải thưởng này mình sẽ gặt hái tiếp tục những thành công, có được những dấu ấn trên bước đường hoạt động nghệ thuật của mình, và sẽ có thêm nhiều vai diễn mới, nhiều cái thành tích mới hơn nữa Mỹ Nhung ha. Dạ. Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến anh Nam Hiệp, chị Ngọc Thu cũng như là ban nhạc nãy giờ đã hỗ trợ cho em cùng với tất cả quý vị khán thính giả. Và em xin gửi một lời chúc sức khỏe và hạnh phúc đến với tất cả quý vị khán thính giả đang nghe đài. Mong rằng Mỹ Nhung sẽ có cơ hội được gặp gỡ và giao lưu lại cùng với tất cả quý vị ạ. Cảm ơn em rất nhiều và cảm ơn ekip, cảm ơn các anh kỹ thuật, cảm ơn ban nhạc và cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với chương trình sàn diễn đời và nghề sáng nay.
Xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình vào 9 giờ sáng chủ nhật tuần sau nhé.